Được lên cho em bằng mí luôn thôi. Cái này bao giờ thì để qua cái chỗ này, để qua xeo liền, không có để qua ven tờ. Bây giờ mình bắt xịt thuốc á, thì nấu cỡ khoảng chừng 25 phút thôi. Cái xịt thuốc là gì? Cái xịt thuốc là nấu cho nó mình điều chỉnh theo nem pressure cooker rồi áp suất như vậy được, áp suất rồi như là được rồi, bắt đầu để cho nó nóng. Xì ra từ cái chỗ nào, từ cái đỏ hả? Không phải ra, không phải từ cái đỏ, thì đâu có bên đỏ. Thank you.
cho cái máy xay của mình nhuyễn hơn, cái bông hơn. Xay của mình nó nhuyễn hơn, nó bông hơn.